Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong tối và đêm Giáng sinh hôm nay, thời tiết hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước đều có xu hướng chuyển tốt, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho mọi người đón một đêm Giáng sinh ấm áp và an lành bên gia đình, người thân của mình. Cụ thể, tại các tỉnh thành miền Bắc, đêm nay trời nhiều mây nhưng mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Ở khu vực ven biển Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 16 độ, có nơi thấp hơn. Sang đến ngày mai, trời hửng nắng gián đoạn nên nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 19 đến 21 độ, có nơi cao hơn ở phía Tây Bắc Bộ. Đi sâu vào các tỉnh miền Trung, do chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc tầng thấp kết hợp với địa hình, nên trong đêm nay và ngày mai, mưa vẫn diễn ra rải rác tại các tỉnh phía Nam Nghệ An đến Bình Thuận, tập trung nhiều ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Do trời còn nhiều mây và tác động của không khí lạnh, nên nhiệt độ cao nhất tại Trung Bộ còn duy trì ở mức thấp, trời rét ở các tỉnh phía Bắc khu vực và mát mẻ ở phía Nam khu vực. Đến với Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh thấp mà mưa còn xuất hiện vài nơi trong đêm nay, sau đó giảm nhanh, chỉ còn tập trung ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ vào lúc chiều tối, còn trưa chiều trời có nắng trở lại. Dự báo nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 27 đến 30 độ, còn Nam Bộ nhiệt độ là từ 29 đến 32 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa phổ biến không mưa, gió Đông Bắc giảm dần về cường độ, riêng phía Đông Bắc của khu vực này có lúc còn có gió mạnh cấp 6, biển động. Vùng biển phía Tây, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây, quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc có cường độ trung bình nhưng trời nhiều mây và có mưa dông. Trong cơn dông, bà con cần đề phòng khả năng xảy ra gió giật mạnh. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu vực ven biển Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Phía Nam có nơi cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía Nam từ 27 đến 29 độ. Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rải rác. Riêng ven biển miền Tây, cục bộ có mưa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, trời rét. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Tin thủy văn, thủy triều thấp và ít biến đổi, mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 0,5 đến 0,7m, thấp hơn báo động 1 từ 2,3 đến 2,5m. Trên sông đáy tại Ninh Bình ở mức 0,55 đến 0,75m, thấp hơn báo động 1 từ 1,75 đến 1,95m. Độ mặn cao nhất trên sông đáy tại Như Tân ở mức 2 đến 4 phần nghìn.